Xin kính chào quý vị và các đồng nghiệp, quý vị đang theo dõi Vinaconex News, bản tin hình của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex. Trong bản tin số 28 ngày hôm nay, Vinaconex News sẽ gửi tới quý vị những nội dung chính sau. Vinaconex được vinh danh trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất do Forbes bình chọn. Cát Bà Amatina giành giải thưởng đặc biệt về quy hoạch đô thị quốc gia. Trao giải cuộc thi tuyển phương án kiến trúc và thiết kế cảnh quan thuộc dự án Cát Bà Amatina dấu ấn tinh hoa Việt. Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện những nội dung cốt lõi, nội dung chính nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021. Sáng tạo cùng Vinaconex, Vinaconex tôi yêu, nét đẹp công đoàn và người lao động ngành xây dựng bước vào giai đoạn tăng tốc để về đích. Cập nhật tiến độ tại dự án Mikazuki Spa and Hotel Resort Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Vinaconex đã được vinh danh trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2021 do tạp chí Forbes bình chọn. Trong danh sách thường niên lần thứ 9 được công bố 50 công ty tốt nhất năm 2021, phần lớn đã xác lập được vị thế cạnh tranh trên thị trường, không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực hoạt động của mình mà cả trong nền kinh tế. Để lọt được vào danh sách này, các công ty niêm yết được đánh giá qua nhiều bước. Forbes Việt Nam cho biết, ở vòng sơ loại, các công ty cần đáp ứng các điều kiện, có lợi nhuận trong năm tài chính 2020, doanh thu và vốn hóa tối thiểu 500 tỷ đồng. Ở vòng kế tiếp, các công ty được tính toán chấm điểm định lượng trên các tiêu chí, tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, các tỷ lệ ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2016-2020. Tiếp theo, Forbes Việt Nam thực hiện điều tra định tính để đánh giá mức phát triển bền vững của doanh nghiệp. Báo cáo hợp nhất năm 2020 của Vinaconex ghi nhận 5.551 tỷ đồng doanh thu và 1.605 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ, cao gấp 2,3 lần so với năm trước, cho thấy nội lực mạnh mẽ của tổng công ty trước tác động của đại dịch. Dữ liệu Forbes Việt Nam ghi nhận những kỷ lục mới gồm tổng doanh thu của 50 công ty tốt nhất đạt hơn 1.219 tỷ đồng, tăng 8,7% so với 50 công ty trong danh sách xếp hạng 2020, nhưng tổng lợi nhuận sau thuế của 50 công ty tăng đến 26% lên 174.482 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 12 năm 2021, tại lễ trao giải quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ 2 FUPA 2020, khu đô thị du lịch Cái Giá Cát Bà, Cát Bà Amatina do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex, Vinaconex ITC làm chủ đầu tư, đã vinh dự giành giải đặc biệt ở thể loại A, đồ án quy hoạch xây dựng. Theo đó, đồ án quy hoạch chi tiết 1 trên 500 dự án Cát Bà Amatina đã đạt giải đặc biệt ở thể loại A, đồ án quy hoạch xây dựng. Với đặc điểm chú trọng khai thác hiệu quả các lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái của khu vực, dự án có mật độ xây dựng rất thấp, khoảng 17% với hướng nhìn thẳng ra vịnh Lan Hạ. Thiết kế của dự án giúp cư dân trải nghiệm tối đa cảnh quan của vịnh biển đẹp nhất thế giới. Tại lễ trao giải, ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinaconex, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vinaconex ITC, là người trực tiếp lãnh đạo xây dựng ý tưởng phát triển dự án Cát Bà Amatina, cũng được trao danh hiệu cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong hạng mục Quản lý phát triển đô thị vì những đóng góp trong sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam của ông. Chia sẻ về chiến lược phát triển dự án Cát Bà Amatina, ông Đào Ngọc Thanh khẳng định, Vinaconex ITC cam kết coi việc giữ gìn, phát triển các đặc điểm thiên nhiên của Cát Bà là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các thiết kế sẽ được áp dụng giải pháp công nghệ mới thân thiện với môi trường, đáp ứng điều kiện phát triển bền vững ở một khu đô thị đẳng cấp, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đem lại lợi ích cho nhà đầu tư, cho thiên nhiên, cho người dân và thế hệ kế cận trong tương lai. Xin chuyển qua các tin tức khác, thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hà Nội cũng đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc trung tâm thương mại và ý tưởng thiết kế cảnh quan hai bên bờ sông giai đoạn 1, dự án Cát Bà Amatina do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex, Vinaconex ITC phối hợp cùng với tạp chí Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đồng tổ chức. Điểm đặc biệt của cuộc thi lần này là dành riêng cho các đơn vị tư vấn thiết kế danh tiếng trong nước và sinh viên trường Đại học Xây dựng và Kiến trúc tại Việt Nam. Thông qua các cuộc thi, Vinaconex và ban tổ chức mong muốn tôn vinh trí tuệ Việt, phát huy tinh hoa Việt trong một siêu dự án mang tầm vóc quốc tế, nhằm lựa chọn ra những phương án thiết kế xuất sắc, có khả năng ứng dụng cao. Kết quả cuộc thi tuyển phương án kiến trúc công trình trung tâm thương mại dự án Cát Bà Amatina không có giải nhất, 2 giải nhì và 1 giải ba. Trong khi đó, cuộc thi ý tưởng thiết kế cảnh quan hai bên bờ sông giai đoạn 1, khu đô thị Cát Bà Amatina có 1 giải nhất, 2 phương án giải nhì và 3 phương án giải ba. Đánh giá về chất lượng tác phẩm dự thi, hội đồng giám khảo chia sẻ. Mặc dù cuộc thi dành cho các đơn vị tư vấn thiết kế trong nước, nhưng các phương án nhận được vô cùng sáng tạo, độc đáo, chất lượng ngang tầm các đơn vị tư vấn quốc tế, thể hiện sự đầu tư chuyên sâu về mặt nghiên cứu của các đơn vị dự thi. Trên cơ sở ý tưởng của các phương án đạt giải, chi tiết thiết kế sẽ được tiếp tục chỉnh sửa theo ý kiến tham vấn chuyên môn của các thành viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam, phù hợp với mục tiêu đầu tư của chủ đầu tư để công trình có thể sớm triển khai vào thực tế. Thực hiện kế hoạch chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex, ngày 11 tháng 12 năm 2021 vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến
quán triệt triển khai thực hiện những nội dung cốt lõi, nội dung chính nghị quyết Đại hội thứ 13 của Đảng. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinaconex đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức hội nghị, đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên cùng các thành phần tham dự trên cơ sở những nội dung tiếp thu được cần chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện, liên hệ với thực tiễn nhiệm vụ công tác chuyên môn hàng ngày của bản thân được giao. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Mỉ, chủ nhiệm chương trình nghiên cứu hệ thống chính trị an ninh quốc phòng thành phố Hà Nội, nguyên trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trực tiếp truyền đạt các nội dung của hội nghị. Với quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 13 sớm đi vào cuộc sống, hội nghị đã thành công tốt đẹp cùng sự nhất trí đồng lòng của đội ngũ cán bộ đảng viên Vinaconex, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố Hà Nội và nghị quyết Đại hội lần thứ 5 của Đảng bộ Tổng công ty. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy Tổng công ty, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị trong các ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021 vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2021. Phát biểu khai mạc khóa học, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã chúc mừng các đảng viên mới, đồng thời nhấn mạnh việc liên tục tổ chức các khóa bồi dưỡng chính trị và bồi dưỡng tư tưởng, nhận thức cho cán bộ đảng viên người lao động đã thể hiện rõ sự quan tâm và kỳ vọng của Đảng bộ, lãnh đạo Tổng công ty với công tác xây dựng phát triển Đảng tại Vinaconex. Thông qua sự hướng dẫn giảng dạy của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Mỉ, nguyên ủy viên thường vụ, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, các đảng viên mới đã được lĩnh hội những nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tổ chức, hoạt động và công tác xây dựng Đảng cùng nhiều nội dung thiết thực khác, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính thức được phát động vào ngày kỷ niệm thành lập 33 năm xây dựng và phát triển của Vinaconex, các cuộc thi sáng tạo cùng Vinaconex, Vinaconex tôi yêu đang nhận được rất nhiều sự yêu mến của cán bộ nhân viên Vinaconex. Cùng với cuộc thi Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành xây dựng, cuộc thi do Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức hứa hẹn sẽ đem tới nhiều cảm xúc cho cán bộ nhân viên trong dịp cuối năm này. Cả ba cuộc thi sẽ dừng nhận bài dự thi sau ngày 31 tháng 12 năm 2021. Điều đặc biệt, để tiếp thêm động lực cho cán bộ nhân viên Vinaconex tham gia các hoạt động ý nghĩa trên, ban tổ chức của cuộc thi Vinaconex tôi yêu sẽ lựa chọn tác phẩm thi ảnh từ cuộc thi này để tham dự cuộc thi Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành xây dựng do Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức. Hiện tại số lượng bài dự thi gửi về ở cả ba cuộc thi vẫn tiếp tục tăng theo từng ngày, hứa hẹn những phần tranh tài gay cấn cho buổi tổng kết và trao giải trong lễ tổng kết cuối năm của Tổng công ty. Trước khi kết thúc bản tin như thường lệ, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với phần cập nhật tiến độ dự án. Tuần này Vinaconex News xin mời quý vị cùng đến với phần cập nhật tiến độ dự án tại dự án Mikazuki Spine Hotel Resort Đà Nẵng. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị và các bạn để lại bình luận ngay dưới video này. Quý vị và các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các thông tin về Vinaconex tại địa chỉ website www.vinaconex.com.vn, qua Facebook và YouTube tại địa chỉ Vinaconex Corporation. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.